20 tháng 10 lên quanh 100 triệu đồng. Chúng ta sẽ tặng đến người mình thương yêu, người bạn gái mình, người yêu mình, vợ mình một chiếc nhẫn rất ý nghĩa từ vàng nguyên khối AU750. Wow, một chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, tình cảm vợ chồng, tình cảm hai ông bà hâm nóng lại cũng được. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn dành cho người đàn ông đặt để mà sở hữu, để tặng dành cho người phụ nữ mà mình yêu thương trong cuộc đời của mình. Chiếc nhẫn này mình có thể là tặng cho bạn gái cầu hôn. Chiếc nhẫn này được chị Lan chế tác từ vàng nguyên khối AU750 với công nghệ nén vàng không bọt không xốp. Đây là vàng hồng ru gold với ánh sáng bóng từ chuẩn hội ngoại và kỹ thuật nén vàng để tạo ra được sự cầu cấp, và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên nhỏ hai bên và trên vòng trái tim cũng được đính full kim cương nhỏ chọn lọc, và viên chủ là một viên kim cương 5 ly 4 với nước đi. Tất cả thông số của viên kim cương này Kỳ Lân tuyển chọn là một viên kim cương xuất sắc, kết hợp với những viên kim cương nhỏ cũng xuất sắc, vàng hồng ru gold cũng xuất sắc, một chiếc nhẫn hoàn hảo, đẹp sang, tinh tế, thể hiện sự chọn lựa kỹ càng trong việc thể hiện sự tình cảm với người bạn gái, người yêu, vợ mình. Và nhân dịp tất cả những ngày lễ dành cho quý cô, quý bà thì đây là chiếc nhẫn mà chúng ta sẽ phải tâm huyết để dành chọn và tặng, thể hiện được sự tình cảm yêu thương của mình đến với người mình yêu thương và đến với người thương yêu mình.